học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Zensing Industrial đóng trên địa bàn khu công nghiệp V-Ship 2A, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, luôn quan tâm lãnh đạo, phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu phải kể đến phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong không khí chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ông Phạm Văn Quyền, bí thư chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Zensing Industrial, phấn khởi cho biết, trong năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Zensing Industrial đã có hàng trăm sáng kiến sáng tạo, trong đó nổi bật nhất là 13 đề tài sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí và nguyên liệu đầu tư sản xuất, tăng năng suất lao động, đã làm lợi về giá trị kinh tế cho doanh nghiệp gần 560 triệu đồng. Có thể kể đến các sáng kiến tiêu biểu như hiệu chuẩn biểu ghi chép đối chiếu của chị Hồ Thị Thảo, góp phần giảm thao tác cho người lao động, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm cho công ty, mỗi năm tiết kiệm gần 35 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Trúc Linh với sáng kiến tiết kiệm hóa nhân lực chụp hình lưu mẫu bằng cách dùng camera lưu động thay thế cho nhân lực chụp hình. Sáng kiến này đã giảm bớt thao tác và thời gian làm việc, tiết kiệm cho công ty 20 triệu đồng một tháng. Công ty Zensing mình có một cái phương châm là toàn thể nhân viên đều có thể tham gia vào cái cải thiện. Và như vậy thì ban giám đốc công ty cũng tạo điều kiện cho công nhân viên hàng tháng đều có tổ chức các cái cuộc thi, đề xuất các cái ý kiến, các cái cải tiến, cải thiện của mình. Và qua đó thì ban giám đốc công ty cũng tạo rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi để đáp ứng cho những cái cải tiến cho các cái anh chị em công nhân viên. Thời gian qua, để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chi bộ công ty Zensing đã lãnh đạo tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của các đảng viên. Từ đó, đảng viên trong chi bộ luôn tích cực, gương mẫu cùng ban chấp hành công đoàn cơ sở đẩy mạnh việc phát động và hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, trọng tâm là phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngày càng lan tỏa tới đông đảo đoàn viên và người lao động trong toàn công ty. Thông qua phong trào thi đua, chi bộ đã phát hiện ra nhiều quần chúng ưu tú giới thiệu cho đảng. Hiện tại, chi bộ công ty có tổng số 13 đảng viên, phát triển được 10 đảng viên so với thời điểm mới thành lập chi bộ. Bên cạnh việc tổ chức tốt các phong trào thi đua, chi bộ cùng công đoàn cơ sở làm tốt công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động. Hiện nay, công ty đang thực hiện nhiều chính sách đãi ngộ tốt hơn đối với người lao động, như khen thưởng người lao động có thời gian làm việc với thâm niên trên 10 năm, hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, có ký túc xá miễn phí cho người lao động, tham gia thêm bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động. Với sự phối hợp của công nhân viên lao động thì công ty Zensing cũng tổ chức rất là nhiều cái cuộc thi để mà nâng cao sáng kiến của người lao động. Thì hàng tháng thì tất cả công nhân viên lao động đều có thể đưa đề xuất ý kiến của mình. Sau khi những cái đề xuất này được xét duyệt thì công ty cũng sẽ có những cái phần thưởng dành cho người lao động và đồng thời cũng cải tiến về cái chất lượng sản phẩm của công ty Zensing cùng nhau phát triển. Thực tế cho thấy, việc lãnh đạo có hiệu quả các phong trào thi đua của chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Zensing Industrial đã góp phần rất lớn để doanh nghiệp hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đặt ra và nâng cao uy tín với khách hàng, khẳng định thương hiệu trên thị trường, đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao động. Từ đó xây dựng mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp luôn ổn định, hài hòa, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới.